artinya dia bersihnya. Di mana mau nonton? Jualan. Kok kira semua nó. Nha, đây con ngủ đây. Đây rồi, đây rồi. Đó, ăn khỏe rồi về. Đi ngon nhá. Mời anh đi vô phương đi đi danh tỉnh nhé. Anh đi đi danh tỉnh nhé. Anh nhà anh mua đồ trước đi đi danh tỉnh. Đi nhà nhá, đi nhà đi bác sĩ nhá. Đi nhá. Ba ba ra đi chợ mua đồ ăn trưa. Ăn đồ ăn ngon nhé. Đây được không? Đây cô đây cô đây cô đây. Để bán đi mua đồ ăn trưa. À, không giật của cô nào nhé. Ngoài nhé. Mình đi ngủ nhé. Vươn vai à? Rồi. Con ngủ đây. Con ngủ đây cho đầu vào. Đi ngủ đi. Ra đây đây, ra đây giúp cho. Ồ rồi. Sắp xong rồi, một tí là xong rồi, mấy phút là xong rồi nhé. Xong rồi, xong rồi mình nghỉ ngơi nhỉ. Mình chỉ chuẩn thế thôi các bạn. Rồi, vui vẻ. Anh nghỉ trước mình. Rồi. Cái áo quà đấy, của Bibi à? Lạnh như sao? Rồi, đây cô sợ à? Cô bế em nhé. Rồi, đây cô bế em đây ạ. Con ơi, nào đây đây. Có lạnh không? Có con táo này, lạnh không? Đây, bế nhé. Lạnh không? Lạnh không? Rồi, còn nó không nữa là sao? Không sao rồi nhé. Cô đi, cô đưa, cô đưa. Rồi, rồi. Đi chơi nhá, chơi không? Chơi không? Đây, bế lên nhé. Bế lên nhé. Mình đi chơi không? Mình đi chơi không? Xây xuống đầu ấp nữa nhé. Đầu ấp nằm đến hôm qua nhé. Cho chị tìm miếng lót rồi. Đây là đầu ấp nhé. Cô bật ấm lên để em đặt nhé. Xuống đây. Nóng nghiêng, nóng nghiêng. Đi đi. 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 Đi đi.
xuống đây nghịch này. Cô kéo xuống là nó ấm nha. Đây con ngồi này. Đây rồi, đây rồi. Thôi để thôi, di chuyển nữa nha. Mình nghỉ rồi.
Ngon lắm. Thiên nhỉ, xoài không? Chuối nhá, chín nhá. Đi thì nó vẫn đủ nhá.
Anh nghỉ tí đi, ngồi chuyển ra một lần. Nào, đi một lần đi nhỉ. Nhà mình bắt được chưa nào? À không à. Đi ngủ đi tí nữa rồi á. Đi ngủ đi. À, ngủ đi nhá. Hả? Sao? Sao? Vi vừa mới được truyền xong mọi người ạ. Truyền xong thì thường thường không đói. Bố vừa lấy đồ ăn trưa cho Bibi. Bibi có vẻ muốn được nằm nghỉ ngơi một tí. Thì bố để cho Bibi nằm nghỉ một tí. Tí nữa dậy ăn. Con ngủ tí dậy ăn nhá. Nhá, đi. Tí dậy ăn nhá. Hôm nay thì trông Bibi đỡ hôm qua. Thank you.
Truyền thông cái khỏe nha. Ok. Bánh mì không? Mang lại bánh mì nhé. Bibi thích mì quá có phải ngon nhọc lắm nha. Oh.
Mình đi đi. Đó. 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 Đó.